Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt CS 1040. Đây là một tin thế giới của chúng tôi được thực hiện tại California ngày 28 tháng 7 năm 2020. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một số tin tức thế giới nóng bỏng như sau. Bản tin thứ nhất, cập nhật COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 28 tháng 7 năm 2020. Bản tin thứ hai, đập Tam Hiệp Trung Quốc lại căng mình chống trận lũ số 3. Bản tin thứ ba, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert Floyd đã nhiễm dương tính COVID-19. Bản tin thứ tư, Trung Quốc gấp rút xét nghiệm 6 triệu dân. Bản tin thứ năm, Phi Công Anh nói tất cả bác sĩ giỏi nhất Việt Nam đã vào cuộc cứu anh ấy. Bản tin thứ sáu, Olivia de Havilland, nữ diễn viên cuốn theo chiều gió, qua đời ở tuổi 104. Kính thưa quý vị, sau đây là chi tiết của toàn thể các bản tin. Cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu ngày 28 tháng 7 năm 2020. Theo cập nhật của trang Worldometer, tính đến sáng ngày 28 tháng 7 theo giờ Á Châu, số ca nhiễm trên toàn cầu đã lên tới 16,6 triệu, trong đó có 10,2 triệu ca đã khỏi bệnh, nghĩa là chiếm gần 2/3 trong tổng số ca nhiễm, và hơn 655.000 ca tử vong do COVID-19. Thế giới ghi nhận châu Âu chuẩn bị ứng phó làn sóng COVID-19 thứ hai. Theo hãng tin Reuters cho biết, đến nay các ca bệnh COVID-19 đã được ghi nhận tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ lúc ca nhiễm đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc vào tháng 12/2019. Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm cao nhất với 4,4 triệu ca, kế đến là Brazil là 2,4 triệu ca và kế tiếp là Ấn Độ với 1,4 triệu ca. Xét về số ca hồi phục, Mỹ có khoảng một nửa số ca nhiễm đã hồi phục, cụ thể hơn 2,1 triệu ca hồi phục, nhiều nhất thế giới. Tin chi tiết cụ thể tại một số nước, tin Mỹ, hãng Reuters ngày 27 tháng 7 dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, vaccine của Moderna, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại bang Massachusetts, Mỹ, đã có thể sẵn sàng sử dụng rộng rãi một loại vaccine do họ bào chế. Ứng viên vaccine của Moderna gọi tên là mRNA-1273. Báo Wall Street Journal, nơi tường thuật thông tin trên, cho biết gần như tất cả thông tin là liên quan tới Google. Gần như tất cả 200 nhân viên và đối tác Google trên khắp thế giới thì tiếp tục làm việc từ xa để đảm bảo giãn cách xã hội. Trước đó, kế hoạch ban đầu chỉ dự kiến được thực hiện tới tháng 1 năm 2021. Tin từ nước Bỉ. Tại Bỉ, chính phủ cảnh báo nước này có thể bị đặt vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn lần thứ hai sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt tại đây. Nếu chúng ta không thể làm xíu con virus, đây là một thất bại tập thể. Như mỗi khi, hãy chăm sóc cho bản thân bạn và chăm sóc cho nhau, Thủ tướng Bỉ đã phát biểu ngày 27 tháng 7 khi bà công bố áp dụng thêm các biện pháp hạn chế. Bà nói rằng Bỉ hiện không phải là quốc gia duy nhất ở châu Âu chứng kiến dịch bùng phát trở lại. Tin từ Pháp, Bộ trưởng Y tế nước này kêu gọi giữ cảnh giác cao hơn khi ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh trong người trẻ. Còn cơ quan cố vấn y tế công của Đức nói rằng họ quan ngại sâu sắc về số ca nhiễm gia tăng nước này trong vài tuần qua. Ngày 27 tháng 7, Đức cũng đã công bố kế hoạch xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với những người đi nghỉ mát quay về từ những nước có nguy cơ cao. Để ngăn dịch lây lan, Đức đã chỉ định 130 quốc gia có nguy cơ cao, gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ. Tin từ Tây Ban Nha, vùng Catalonia của Tây Ban Nha có thể cũng sẽ tái áp đặt các biện pháp hạn chế nếu không kiểm soát được các đợt bùng phát mới trong vòng 10 ngày nữa. Bản tin đặc biệt thứ hai, đập Tam Hiệp của Trung Quốc lại căng mình chống trận lũ số 3, hay là cơn lũ số 3 cũng được. Hãng tin Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết trận lũ mà người ta còn gọi là Hồng Thủy số 3 trong năm 2020 đã hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang sau khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp lúc 14 giờ chiều
ngày 26 tháng 7 đạt tới 50.000 mét khối trên giây. Thông tin mới từ tập đoàn Tam Hiệp cho hay chỉ đến 14 giờ chiều ngày 27 tháng 7, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đã lập đỉnh 60.000 mét khối giây theo trang khoa học kỹ thuật Nhật báo. Tính đến hôm nay tính từ hôm 18 tháng 7 đến nay, đập Tam Hiệp đã điều chỉnh lưu lượng xả lũ 9 lần liên tục. Theo lệnh của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, công trình Tam Hiệp sẽ kiểm soát lưu lượng xả lũ ở mức 38.000 mét trên giây, giảm áp lực phòng chống lũ lụt ở khu vực trung và hạ lưu. Tình hình có thể nói là khá căng thẳng. Nhiều người tỏ ý nghi ngờ trước việc ông Vương Hạo, một chuyên gia của Viện Công trình Trung Quốc, khẳng định đập Tam Hiệp được thiết kế để chống chịu những trận lũ còn lớn hơn trận lũ kinh hoàng trước đây ở Trung Quốc, với độ bền cao nhất đạt được trong vòng 100 năm. Ông Vương nói rằng tình hình lũ lụt sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có con đập này. Mặt khác, ngày 27 tháng 7, tình hình lũ lụt tại thành phố Trùng Khánh nằm dọc sông Trường Giang đã trở nên nghiêm trọng hơn vào lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7. Mực nước tại trạm Thủy Văn Thốn Thang ở Trùng Khánh đã vượt mức cảnh báo lần đầu tiên kể từ mùa lũ trong năm 2020. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực thành phố Trùng Khánh, tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Oan Hy, Giang Tô, Quý Châu, trong đó có nơi hứng lượng mưa trong ngày lên tới 180mm. Bản tin đặc biệt thứ ba, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Larry Kollox, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Trump ngày 27 tháng 7 cho biết Cố vấn Robert O'Brien đã bị nhiễm từ con gái của ông. Tổng thống Trump nói rằng ông không gặp mặt cố vấn của mình trong các chính sách gần đây. Tôi không gặp ông đấy trong những ngày gần đây và tôi có nghe về việc ông ấy xét nghiệm, Trung nói với báo giới như vậy. Còn theo hãng tin Bloomberg thì ông cố vấn đã nhiễm virus trong lúc nghỉ việc trong vài ngày và dành thời gian cùng gia đình. Hiện ông đang làm việc từ nhà. Được tin biết rằng bất kỳ ai đến gần Tổng thống Trung đều phải xét nghiệm thường xuyên. Ông cố vấn hiện là quan chức cấp nhất trong chính quyền. Ông Trump được thông báo đã mắc COVID-19. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 7 đã đeo khẩu trang và phát biểu về khả năng có vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay khi ông đến thăm bang chiến trường North Carolina và muốn cho các cử tri tại đây thấy được rằng ông đang phản ứng với đại dịch COVID-19, theo hãng tin Reuters. Bản tin thứ tư, Trung Quốc gấp rút xét nghiệm 6 triệu dân. Từ việc một người đàn ông làm việc tại công ty hải sản ở Đại Liên bất ngờ mắc COVID-19 đã nhanh chóng kết thúc 111 ngày không có ca nhiễm tại thành phố này. Cả thành phố bước vào trạng thái thời chiến, gấp rút xét nghiệm hơn 6 triệu dân. Đầu ngày 27 tháng 7, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NSC cho hay Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 61 ca bệnh COVID-19, trong đó 4 ca nhập khẩu và 57 ca lây nhiễm trong cộng đồng trong 24 giờ trước đó. Theo Hoàn Cầu Thời báo, chính quyền Đại Liên hôm 6 tháng 7 thông báo sẽ xét nghiệm tổng cộng hơn 6 triệu dân của thành phố để tìm ra các ca nhiễm và những trường hợp mang virus thầm lặng không có triệu chứng. Thành phố này đã ghi nhận 12 ca nhiễm mới hôm 25 tháng 7. Toàn bộ số ca nhiễm này có liên quan đến một công ty hải sản ở quận Cam, tỉnh Tử, nơi đợt bùng phát mới lần đầu tiên được phát hiện. Ổ dịch mới ở Đại Liên đã lan sang ít nhất 7 thành phố ở 4 tỉnh là Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Phúc Kiến. Bản tin đặc biệt thứ năm, Phi Công Anh nói tất cả bác sĩ giỏi nhất của Việt Nam đã vào cuộc cứu sống anh ấy. Bệnh nhân Phi Công Anh sau khi về nước đã trả lời phỏng vấn đài BBC đã nói như vậy. Qua đó ông kêu gọi mọi người đừng chủ quan với virus corona. Stephen Cameron, 42 tuổi, ở Scotland là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Việt Nam và được biết đến trên toàn quốc với cách gọi tên là bệnh nhân số 91. Phi công người Anh đã có hơn 2 tháng vật lộn với COVID-19 ở Việt Nam. Ông cảnh báo người Anh đừng chủ quan với virus corona trong bối cảnh các biện pháp cách ly ở nước này còn đang dần dỡ bỏ. Tôi là một ví dụ sống về những gì virus corona có thể làm và mức độ nghiêm trọng của nó. Ông đã nói với đài BBC từ giường bệnh ở Scotland.
Các bác sĩ chăm sóc Cameron nói ông còn một chặng đường dài để hồi phục. Nỗ lực giữ Cameron sống sót và tránh một ca tử vong do virus corona ở một quốc gia có 95 triệu dân đồng nghĩa với việc tất cả bác sĩ giỏi nhất Việt Nam đều tham gia vào việc cứu sống ông. Đài BBC đã bình luận như vậy. Bản tin đặc biệt thứ 6, Olivia de Havilland, nữ diễn viên cuốn theo chiều gió, đã qua đời ở tuổi 104. Nữ diễn viên nổi tiếng này là một nữ diễn viên kỳ cựu của điện ảnh thế giới, vừa qua đời trong bình yên ngày 26 tháng 7 tại nhà riêng ở Paris, thủ đô nước Pháp. Về cuối đời, bà vẫn xinh đẹp và trẻ trung so với lứa tuổi trong bộ phim nổi tiếng cuốn theo chiều gió. Bà đã thủ vai Melania Hamilton, hiền diệu tình địch của nhân vật chính là Scarlett O'Hara. Bà và nhân vật đều có vẻ đẹp hiền diệu nhưng tính cách kiên cường. Bà Olivia de Havilland còn nhận được nhiều huân chương và tước hiệu từ các nhà lãnh đạo thế giới. Như năm 2008, Tổng thống George Bush đã trao tặng huân chương nghệ thuật quốc gia cho bà. Năm 2010, Tổng thống Pháp đã trao tặng huân chương bắt đầu bội tinh cho bà. Năm 2017, nữ hoàng Anh đã ban tước hiệu đem khi bà được 101 tuổi. Từ năm 1953, bà sống ở Pháp. Sau khi dạy nghệ, bà chỉ xuất hiện trước công chúng đôi lần. Trong đó có lần xuất hiện tại lễ trao giải Oscar lần thứ 75 năm 2003. Kính thưa quý vị, cái bản tin cuối cùng liên quan đến nữ diễn viên kỳ cựu cuốn theo chiều gió qua đời ở tuổi 104 đã kết thúc chương trình Tin Thế Giới của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của Một Tin Thế Giới là hữu ích và hấp dẫn, xin mời quý vị đăng ký, like, share để ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa xin chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.